Dạ, xin chào các chú các anh và các bạn thân mến nha. Thì lời nói đầu tiên em gửi lời chúc đến các chú các anh và các bạn một lời chúc dồi dào sức khỏe và gặp nhiều thành công trong cuộc sống nha. Dạ thì bữa nay là bữa mùng 10 tháng 12 âm lịch, là mình bắt đầu bước vào lặt lá mai cho những cây mai nụ nhỏ. Còn những cây mai nụ lớn và những cái giống mai dễ nở, ví dụ như là những cái giống mai cúc, thì mình có thể lặt lá vào ngày 13 hoặc là ngày 14 tháng 12 âm lịch các bạn. Vì tháng này là tháng thiếu á, 29 mùng 1 không có ngày 30 nha. Cho nên mình lặt lá mai thì mình cũng phải tính toán sụp ngày lại. Ví dụ như tháng thiếu thì mình sụp ngày lại, còn tháng đủ á thì mình có thể lặt đúng ngày các bạn, để mang lại cái hiệu quả cao nhất cho cây mai của mình trong mấy ngày Tết nha. Thì vừa rồi đó em cũng có ra rất là nhiều video hướng dẫn về cách lặt lá mai, rồi cách tưới nước cho cây mai trước và sau khi lặt đó, rồi cách kiềm hãm nụ nở sớm, nở trễ sau khi lặt lá mai. Thì em cũng đã ra rất là nhiều video hướng dẫn cho các anh và các bạn xem và tham khảo rồi, thì chắc có lẽ các anh và các bạn cũng đã xem qua rồi, thì cũng có thể đúc lót cho mình được một cái kinh nghiệm về cái quy trình mà mình lặt lá mai các bạn. Thì trong video này thì em gửi đến các anh và các bạn nhằm mục đích để nhắc nhở và tổng kết sơ sơ lại để cho các anh và các bạn nắm thêm một số kiến thức để mình lặt lá mai. Ví dụ như bữa nay bữa mùng 10 tháng 12 âm lịch là mình bắt đầu bước vào lặt lá mai cho những cây nụ nhỏ, thì cái bữa mùng 7 mùng 8 vừa rồi đó thì mình cắt nước cho cây mai của mình, để bữa nay mình lặt lá mai để cho nó dễ lặt nhất các bạn. Thì em cũng đã nói rồi, trước khi lặt lá mai thì mình cắt nước cho cây mai từ 2 đến 3 ngày tùy theo cái tình trạng của cái cây mà mình cắt nước. Ví dụ như cây mai tàn ít thì mình cắt nước cho nó từ 4 đến 5 ngày, còn cây mai tàn nhiều thì mình cũng có thể cắt nước cho nó từ 3 đến 4 ngày. Thì cái phần này ăn thua cái sự tính toán của các anh và các bạn xem cái tình trạng của cây mai ở nhà mình nó như thế nào đó, rồi các anh tính toán để mà quyết định lặt lá mai cho cây mai của mình nó giao hoa đúng Tết nhất có thể. Thì em xin nhắc lại, tháng này là tháng thiếu, 29 mùng 1 không có ngày 30 nha. Thì mình phải sụp ngày lợi. Ví dụ như cây mai nụ lớn mình muốn lặt vào ngày 15 nhưng mà tháng thiếu, thì mình có thể lặt vào ngày 13 hoặc là ngày 14. Ví dụ như các anh muốn có nhu cầu cho nó nở ngày 27, 28 Tết thì các anh có thể lặt vào ngày 12, 13 đó. Còn cây mai nụ nhỏ thì mình muốn lặt vào ngày mùng 10 là bữa nay nè. Các anh muốn cho nó nở ngày 27, 28 Tết thì các anh có thể lặt vào ngày mùng 8, mùng 9 để cho nó nở trước Tết. Thì mấy năm gần đây thì người ta có xu hướng là nở trước Tết các bạn. Ngày 20 chiều bữa 27 nó nở lầy dài lầy dài, rồi cho tới da mùng luôn là ngon lành đó các bạn. Tết bây giờ mà mình muốn lặt vào ngày để cho nó nở đúng Tết thì nó buồn bã lắm rồi các bạn. Thì sau khi mình lặt lá cho cây mai xong thì mình cũng cắt nước cho cây mai của mình nó vài ngày các bạn, để từ đó về sau mình điều chỉnh nước cho nó để cho nó nở đúng nhất có thể các bạn. Thì đối với miền Tây Nam Bộ của mình ở đây, cái ngày mà nó bung vỏ chấu là cái ngày 23 tháng 12 âm lịch, là cái ngày đưa ông táo về trời đó các bạn. Nhưng mà tháng này là tháng thiếu, vậy thì nó bung vỏ chấu là cái ngày 22 tháng 12 âm lịch là nó sẽ nở đúng Tết đó các bạn. Sau khi mình lặt lá rồi thì mình cắt nước rồi, ví dụ như là ngày 18, 19 thì mình có thể tưới nước vào cho nó để mình điều chỉnh nước. Rồi sau khi mình tưới nước vào cho nó cái ngày 18, 19 thì bắt đầu nó sẽ tức và nó chuyển mình. Nụ nó bắt đầu nó bung vỏ chấu là cái ngày 22 là nó bung vỏ chấu. Thì khi mà nó bung vỏ chấu rồi á, từ ngày nó bung vỏ chấu tới ngày nó nở là từ 7 đến 8 ngày, là tất nhiên nó nở đúng Tết đó các bạn. Thì cái phần này á, thì ăn thua cái sự tính toán của các anh và các bạn coi cây mai của mình ở nhà như thế nào đó, rồi mình có thể điều chỉnh nước để cho nó giao hoa đúng nhất có thể. Còn về nở sớm nở muộn á, nếu như các anh cảm thấy cây mai của mình nó có khả năng nó nở sớm thì các anh có thể đem cây mai mình để vào trong mát, hoặc là lấy lưới lam che cho nó vài ngày để cho nó kiềm chế cái sự phát triển của nụ lại, rồi nó sẽ nở đúng tiến độ các bạn. Còn cây mai nào các anh mà cảm thấy nó nở trễ, ví dụ như ăn Tết rồi nó mới nở, thì các anh nên đem cây mai của mình đi ra ngoài nắng hoàn toàn cho nó, càng nắng càng tốt. Những cái cây mai nào nằm trong mái hiên rồi đó, hoặc là nằm trong bóng râm bóng mát rồi đó, thì mình làm sao để cho cây mai của mình nó đi ra ngoài nắng, để cho nó nụ nó tiếp xúc với ánh nắng tốt hơn, để cho nó kích thích nó nở các bạn.
Thì cái phần này em cũng đã nói nhiều video trước rồi, thì các anh và các bạn nên lục lại những video đó để mình xem cho nó cụ thể hơn. Thì trong video này em chỉ tóm tắt sơ vậy thôi. Thì sau khi mình lặt lá rồi đó các bạn, thì các bạn nên lưu ý cái vấn đề thuốc sâu, thuốc bọ chỉ mình phun phòng ngừa thường vậy nha các bạn. Nếu mà mình không phun thuốc sâu á thì con sâu nó sẽ vào trong nụ của mình á, ăn banh chành cái nụ luôn đó các bạn. Mấy cây mai này của em á, thì em quyết định lặt lá vào ngày 13 các bạn. Bữa hổm tính ngày 14 nhưng mà nhớ lại tháng này tháng thiếu á, cho nên lặt lá vào ngày 13. Thì bữa nay là bắt đầu mình cắt nước cho nó luôn các bạn. Ngày hôm qua nó chưa tưới luôn nè, chắc trồng khô gian là thấy không. Thì mình cắt nước làm sao á, mình thấy cái lá mai của mình nó vừa héo rũ xuống hơi hơi đó các bạn, là mình tính toán mình tưới nước vào cho nó, là sáng ra mình lặt lá thì cái lá mai của mình nó nhẹ lặt các bạn, mình điều chỉnh nước nó cũng dễ nữa. Nụ của mấy cây mai này nó quá lớn rồi nè, cho nên quyết định lặt lá vào ngày 13. Còn cái cây cúc bi này nay nở hết rồi nè các bạn, còn lại một số bông đó. Và cuối video thì xin chúc các chú anh và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Và em xin chào chú anh và các bạn nha.